chào đón quý vị đến với gala của Bạn Muốn Hẹn Hò. Những cái niềm vui, những cái nỗi buồn và những cái sự ế đó nó thể hiện qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn lại một số chặng đường đó. Nhưng đầu tiên thì chúng tôi cũng không quên sẽ gặp gỡ làm nhiệm vụ của hai đứa mình. Đúng rồi, là mai cặp đôi đầu tiên đó quý vị nhé. Chúng ta chào đón cặp đôi đầu tiên trong ngày hôm nay. Màn đâu, hạ xuống. Lady First. Bên kia ảnh có nhìn có già lắm không? Đâu già, nhìn để mang là 40, nhìn tưởng đâu 20 hả? Thôi. Mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên bước ra sân khấu. Wow, rất là xinh xắn, nhỏ nhắn và đáng yêu. Rồi, mời em ngồi đây. Em tên là gì, bao nhiêu tuổi? Em chào chị Cát Tường, em tên là Hồng Thấm, năm nay em 26 tuổi. Hiện em là quản lý cho công ty về kinh doanh về bia nhập khẩu từ Đức. Bia hả? Dạ. Mình có hay uống bia không? Dạ có thử thôi chứ không có uống. Mình uống được mấy chai là nhiều nhất? Nửa ly. Nửa ly hả? À, bên kia. Mời rồi, xin chào bạn Hồng Thấm. Rồi, xin chào, mời chàng trai chúng ta. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Đầu tiên xin gửi tới quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay và quý vị khán giả xem truyền hình lời chào trân trọng nhất. Em là Vũ Văn Quyền, 40 tuổi, nghề nghiệp là chuyên viên kế toán, hiện đang công tác tại công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam. Quê ở đâu? Quê ở Hưng Yên. Hưng Yên á, ra cái giọng nói rất là lạ các bạn. À, mình thì quê ở đâu? Dạ quê em Long An chị. Long An. Long An. Miền Tây rất là dễ thương ha. Dễ thương như vậy mà chưa có bạn trai hả? Lúc mà thời sinh viên á thì lo học, lúc mà ra trường thì lại lo làm. Bây giờ đã nôn lấy chồng lắm chưa? Cũng không nôn lắm nhưng mà muốn tìm bạn trước. Muốn tìm bạn trước? Dạ. À, bạn muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Chững chạc, có cái ý chí cầu tiến trong công việc, như là quyết đoán, thân thiện. Rồi cái điểm nào thì bạn lại không thích ở người bạn trai của mình? Nói nhiều. Bạn tự nhận mình có nói nhiều không? Vừa thế. Chuyên viên kế toán mà tính toán dữ lắm nè, chi ly dữ lắm nè. Kế toán thì làm theo chuẩn mực rồi. Nữa về có tính toán với vợ không? Không. Đấy tính toán trong công việc thôi. Cuộc sống thì không tính toán. Bạn có khó với nhân viên không? Không, bình thường cũng hòa đồng vui không vẻ. Không khó sao 40 tuổi chưa có bồ. Lý do là cũng có thể là lý do nào? Có thể là kể ra một vài cái lý do chính thôi vì đây nó cũng dài. Rồi. Em đã yêu và từng yêu được hai mối tình rồi. Qua tìm hiểu thì cái cảm nhận ấy là bạn gái thì không hợp về sở thích, rồi là tính cách, rồi là quan điểm. Rồi cũng có thể là do ít đi giao lưu kết bạn nữa, cho nên là đến bây giờ chưa có bạn. Bạn thích người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình ấy thì vừa phải. Vừa phải là sao? Vừa phải thì anh chị cứ để tự hiểu. Tự hiểu sao? Vừa phải thì cỡ ai thì thí dụ cụ thể cỡ chị Cát Tường vừa phải chưa? Chị Cát Tường cũng có thể là vừa phải rồi. Trời ơi, tôi mà vừa gì? Bạn trai mình 40 tuổi, bạn 26 đúng không? Dạ đúng. Bạn có ngại một người bạn trai lớn hơn mình nhiều quá vậy không? Tuổi tác nó không có thành vấn đề chị. Vấn đề là có hợp nhau không, có tình cảm với nhau hay không chứ. Nhưng mà anh ơi, bên kia ảnh có nhìn có già lắm không? Đâu già, nhìn trẻ măng à, 40 nhìn tưởng đâu 20 hả? Thôi, nó quá nói chuyện thật đi, để bên đây người ta tính. Tình yêu thì không phân biệt tuổi tác anh ạ. Đúng rồi, đừng hỏi tuổi già, nhưng có ai nói mình già không? Không, không có ai đoán đúng tuổi hết. Chỉ đoán tầm khoảng 30 đổ lại thôi. Wow, không có ai đoán hết là tầm 40 tuổi. Một lát tôi qua tôi coi nha. À, bên kia thì bạn có yêu cầu gì với người bạn gái bên này không? Tính cách thì bạn ấy năng động, hoạt bát, hòa đồng, vui vẻ, cởi mở, thân thiện, thông minh một chút cũng được. Trời ơi, nhiều quá. Bạn không thích ở điểm nào? Hay cằn nhằn là không thích rồi. Bạn hay nói xấu người khác là cũng không thích nữa. Có nói xấu ai không vậy? Dạ không, tính em thẳng lắm, có em nói thật luôn rồi, chứ không có cần nói xấu. Trông là thích bạn chân thành và thẳng thắn. Sở thích của bạn là gì? Chơi thể thao, ca nhạc. Bạn có thần tượng ai không? Ca sĩ Mỹ Tâm. Mỹ Tâm, có thuộc bài nào của Mỹ Tâm không? Không, không thuộc bài nào của Mỹ Tâm hết, thích nghe thôi. Thích nghe thôi. Vâng. Rồi về vợ mình bắt mình hát rồi sao? Đúng rồi, bắt thì thuộc rồi. Thế có thuộc bài nào không? Có thuộc chút một bài khác thôi nhưng không. Thuộc bài khác là bài nào có thể hát tặng bạn gái mình truyền bài thử thôi. Em có thể hát bài Bức Tương Tình đầu tiên được không ạ? Rồi được. Nói chung là khi anh đương bắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây lấy tim anh tình yêu bất ngờ.
phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Rồi, quan trọng là cái câu là anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Quan trọng là câu đó. Muốn mấy đứa trẻ? Dạ. Hả? Trời em. Khả năng ảnh nuôi được tới đâu thì... Anh là chuyên về kế toán, tiền nhiều lắm, nuôi thoải mái đó. Muốn nhiều. Thì mình khả năng mình sanh được nhiều thì sanh mấy nhiêu. 40 tuổi rồi đó, người ta muốn sanh ào ào luôn đó, em có đủ khả năng không? Em cũng không biết nữa. Rất là dễ thương. Ngôi nhà và những đứa trẻ. Bây giờ tôi coi coi hồi nãy quảng cáo với tôi á là 40 mà nhìn vô như 30 đúng không? Chào chào anh, không 30 thiệt, 30 thiệt. Có 40 thiệt không? Thật mà. Không gạt nhau nha. Không, có sao gạt. Khả năng sinh được mấy đứa? Bây giờ nhà nước thì cho đẻ hai thôi. Chứ còn... Nhà nước cho đẻ hai lần hay cho đẻ hai đứa? Hai đứa. Có xích kem dưỡng da không? Không, 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 bình thường. Sao mặt láng bóng vậy? Không, không có dùng cái gì hết, tự nhiên như thế thôi. Tự nhiên? Vâng. Thề đi. Thề. Tạm tin nhá. Anh chàng 40 tuổi nhưng mà rất xứng đôi với bạn. Thôi, chúng ta chuẩn bị kéo màn lên cho hai người gặp nhau ha. Thôi kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Anh ở đây sống có một mình à? Độc thân thôi. Anh vô Sài Gòn bao lâu rồi? Hơn chục năm rồi. Cảm thấy anh thế nào? So với cái tuổi thì đúng thì anh rất là trẻ hơn cái tuổi anh nói là 40. Nói chung cũng có một chút thiện cảm. Làm gì nhìn sai đóng vậy? Nghe luôn vậy? Anh cũng rất là ấn tượng với em. Lần đầu tiên gặp em rất là trẻ trung, rồi là dịu dàng, dễ thương. Dạ, anh có ngại là em nhỏ con hơi gầy không? Không. Thường cái này thường... em rất là người rất là chuẩn ấy. Đã có chuẩn tạo dễ sợ. Hồi nãy tôi ông cũng chuẩn, bây giờ về ông cũng chuẩn, không biết chuẩn sao. Theo cái nhận xét của người khác á thì đúng là em cũng xinh xinh nhưng mà em hơi gầy. Em là phải ăn cho mập lên một chút xíu thì nó sẽ xinh hơn. Đúng rồi. Anh ráng nuôi cho khéo nha. Bồi dưỡng cho chút là đẹp hơn. Dạ. Vì nãy mới nói chuẩn xong giờ đấy. Hỏi thiệt con người này không có lập trường vững nè. Vô tình không, yêu đi. Không biết nói gì nhiều hơn. Có thể là anh em mình hẹn hò nhau nhé. Xuất hiện ở đâu? Thì chỗ nào nó lãng mạn một chút. Tháng thì đưa vợ nhiêu tiền đi chợ? Đưa hết. Giữ lại tí rồi. Thiệt nha, nhớ đưa hết nha. Đưa hết. Nè, tôi với Linh làm bằng chứng nha. Đúng. Giờ nói câu gì cho nó lãng mạn chút xíu coi. Anh em đồng ý hẹn hò nhé. Dạ, em đồng ý hẹn hò. Khỏi bấm chuông luôn. Bấm gì nữa? Thôi nhưng mà cũng phải bấm. Thôi khỏi bấm nữa. Hai người tự xuống luôn đi. Rồi, bây giờ đặt tay ra sân sau. Theo quy định đếm tới 3 đàng hoàng nha. 1. Bấm sớm là bị loại đó. 2. Hứa là không có bồ khác nha. Không, không, không. Không có bỏ người ta giữa đường nha. Mấy người trước ai bỏ? Cái này anh thì kêu hỏi cái chuyện quá khứ nên là hơi khó trả lời. Sao cảm nhận hai bạn thế nào? Rất là nắm vui. Tay nhau. Trời ơi, có rung không? Hơi rung rung. Hơi rung rung ha. Ráng về bồi dưỡng cho bạn này mập mạp lên tí xíu nha. Chúc hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Bây giờ chúng ta sẽ đến luôn với vòng quay. Xin chào quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.
Xin chào Cát Tường. Anh chào hùng hồn. À, chào hùng hồn lắm. Giờ hỏi anh nè. À sao? Bình thường trong tình yêu anh nghĩ anh là người có chung thủy hay không? Ai cũng đặt ra vấn đề là chung thủy, nhưng chung thủy là chung thủy thế nào? Chúng ta có thể tìm hiểu nhiều người hay là chỉ có tìm hiểu một người mới là chung thủy? Tìm hiểu nhiều người nhưng chỉ được quyền yêu một người, phải chung thủy với một người đó. Chưa chắc, có thể tình yêu ta có thể yêu một vài người nào đó. Người lấy, nào ta cũng chung thủy thôi. Nghĩa là nhưng mà trong lúc yêu vài người là người nào ta cũng chung thủy. Đúng rồi. Yêu nhiều người trong cùng một yêu lúc. Thật lòng. Thật lòng cùng một lúc với nhiều người. Đúng rồi, khi nào mà lấy thì lấy một người thôi. Chung thủy là một người duy nhất, yêu một người, ở một người, đến với một người, đầu óc chỉ nghĩ tới một người mới gọi là chung thủy. Rồi chia tay người đó mới quen người khác. Đúng, chính xác. Bây giờ mình sẽ hỏi những bạn trẻ là quan niệm về cái sự chung thủy trong tình yêu là như thế nào. Màn đâu, hạ xuống. Gia đình về nguyên liệu mình nấu ăn có thiếu có lợi là mình nấu cho ảnh ăn, anh có bất tỉnh nhân sự không? Rồi, xin mời chàng trai. Chào anh Vinh Linh. Chào anh. Dạ, chào chị Cát Tường, chào các bạn. Hôm nay đi khám bệnh hả? Không phải anh ơi, hôm nay đến bạn muốn hẹn hò. Ủa sao? Nhưng mà mình rất là thích cái áo này. Cái áo này là cái nghề của mình luôn. Là bác sĩ. À, áo blue hả anh Linh? Dạ, đúng em rồi. Tên là Võ Kiến Phúc. Võ Kiến Phúc? Dạ. Nghề bác sĩ? Dạ. Rồi chúng ta chờ xem bạn gái bên kia như thế nào. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào chị. Chào bạn, bạn tên là gì? Là mình tên là Phan Thị Thùy Dung. Dạ. Dung năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 78 chị, sinh năm 78. 78 là 36 tuổi. Dạ. À, bạn rất là trẻ so với cái tuổi. Nhưng mà cái cách giao tiếp và nói chuyện mình đúng là một người rất là chững chạc. Hồi nãy Tường với Linh có một tranh cãi với nhau về cái sự chung thủy trong tình yêu á. Nhưng mà bạn có đặt nặng cái vấn đề sự cái sự chung thủy trong cái tình yêu hay không? Điều đó rất quan trọng chứ chị. Khi đã yêu một người nào đó thì cái suy nghĩ giống như cái tình cảm mình chỉ dành cho người đó thôi. Chính xác. Và khi nào mà mình không còn quen với nhau nữa hay như thế nào nữa, mình chia tay rồi mình mới phải tìm tới một người khác. Chứ không phải là vừa quen người này là vừa quen người kia thì cái đó mình thấy là nó không ổn. À, bên kia thấy rằng cái sự chung thủy là cần thiết. Còn anh nghĩ thế nào về sự chung thủy? Nãy giờ thì mình nghe tâm sự như vậy thì mình thấy đây là một cái rất hợp với mình. Theo quan điểm của mình, tình yêu là một cái gì đó rất là thiêng liêng. Mình không nên đùa giỡn với chuyện tình yêu. Nó rất nguy hiểm. Anh nói tình yêu rất nguy hiểm là sao anh? Dạ. Có nghĩa là mình đừng có lấy cái tình yêu ra để mà làm trò đùa. À, nói mình gặp một cái tình yêu nào nguy hiểm như vậy chưa? Dạ có anh. Chính vậy mà mình mới bộc bạch ra như vậy. Qua cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này nè. À, nhờ cái chương trình tạo điều kiện cho mình gặp một người bạn mà rất chung thủy. Rồi hôm nay chúng ta thử xem có gặp không nha. Thấy bạn khả ái quá, mình quên mất là mình chưa hỏi bạn làm công việc gì. Dạ em là giáo viên. Bây giờ bạn đang sống với gia đình luôn hả? Dạ em sống với ba mẹ. Ba mẹ có hối thúc chuyện hôn nhân không? Hơi bị căng thẳng. Vậy bây giờ hôm nay mình đến với chương trình là mình muốn thật sự là tìm một cái người để mình có thể nương tựa. Thật sự em đến với chương trình là em cũng muốn tìm một người bạn đời. Dạ. Để mà hai người nương tựa lẫn nhau. Chứ không phải là em tựa vô bạn đó không. Mình vẫn không thể hiểu được là bạn duyên dáng, nói năng bạn rất là sâu sắc như vậy. Tại sao đến từng tuổi này bạn vẫn chưa tìm được một người đàn ông của mình? Em nghĩ chậm chút xíu mà nó chắc. Bạn có nghĩ mình có khuyết điểm gì không? Em là chắc khuyết điểm nhiều lắm luôn á. Có thể kể một số khuyết điểm của bạn. Em lo xa lắm, em sợ đủ thứ hết. Cái đó đâu phải khuyết điểm. Nó mình lo xa tốt chứ. Khuyết điểm bạn là cái gì? Nấu ăn chưa có được khéo lắm. Mà em sợ là lấy lập gia đình về liệu mình nấu ăn không khéo quá, lỡ là khi mình nấu rồi anh ăn anh có bất tỉnh nhân sự không? Không sao, bên đây bác sĩ không lo. Gì nữa? Hết rồi. Vậy hả? Vậy những lúc rảnh rỗi thì bạn thường hay làm gì? Đa số thì em sẽ nghe nhạc, soạn giáo án, em sẽ lên mạng để em coi thông tin để mà liên quan tới cái ngành giáo dục. Rồi bên đây đã nghe khuyết điểm mình đó rồi, bên đây có khuyết điểm gì? Thì thứ nhất là mình dành cho cái khoảng thời gian làm việc nó hơi nhiều, cộng thêm mình đi học mà học sau đại học á thì nó tốn cái khoảng thời gian rất là nhiều. Cái này không phải là khuyết điểm. Có chứ. Có thể thay bởi đổi vì được. cái người bạn mà mình quen á, họ cũng nói thẳng với mình luôn. Khuyết điểm là như vậy. Họ nói là tôi em quen với anh nhưng mà sao anh thấy em thấy anh ham công tiếc việc quá. Rồi khuyết điểm tiếp theo là khuyết điểm gì? Mình ít nói quá. Ít nói. Đúng rồi. Anh nói cũng nhiều quá chứ đâu ít đâu. Hôm nay thì mình ngồi thấy anh Linh thân thiện, mình
tâm sự hơi nhiều, chứ còn con người mình tính cách thì ít nói. Ít nói rồi, thôi bây giờ mình nói luôn cái này ha. Anh thích gì với người phụ nữ anh đang đi tìm? Cái hình thức á là cũng rất là quan trọng, nhưng mà đến giờ này mình ngẫm lại là không phải là hàng đầu. Chung thủy trong tình yêu này, rồi quan tâm đến gia đình, chứ cũng đừng quá đà trong vui chơi quá. Ngoại hình như thế nào? Khoảng 1m58 trở lên. 58 trở lên. Tóc thì không có nên uống xoanh quá. Ủa sao vậy? Không thích người uống tóc. Không bởi sao, vì không sao. Cái người uống tóc xoăn á thì mình nhìn thấy không có có cảm tình. Nó không dịu dàng. Ủa vậy hả? Đâu đúng có rồi. Nói vậy cũng đúng. Những người có những một số người uống tóc rất là quăng. Anh ơi. Nhưng mà rất dịu dàng. Bên đây chị nói là tóc xoăn vẫn dễ thương lắm mà. Bây giờ chị xoăn tít luôn. Không, cái nếu mà cây xăng tự nhiên thì cái đó là tạo hóa tạo ra mà. Ta tự rồi, uống rồi sao? Không, người ta uống. Nếu mà uống rõ ràng người phụ nữ có những cái nét thẩm mỹ riêng, họ uống là đỡ hợp với khuôn mặt đó. Bây giờ anh nói anh không thích rồi làm sao? Cái đó không quan trọng, mình nói không quan trọng. Thôi, giờ như... được rồi đó. Được rồi, anh nói hiểu rồi đó. Bác sĩ rất là mập, tại vì ngồi ở chỗ khám bệnh không à. Hôm nay chúng ta gặp nhau, nếu mà có tìm ra một điểm gì đó chúng ta có tiến tới không? Nói thật anh Linh, đến đây mình cũng xác định người bạn để mình tiến tới cho anh Linh. Xác định đúng không? Đúng rồi. Rồi, anh nghĩ rằng sao không phải là đến để chơi đâu. Đến chơi đàng hoàng. Đến đàng hoàng đúng không? Đúng rồi. Rồi, Quyền Linh sẽ xem bên này như thế nào. Không cho anh Linh thấy. Không cho anh Linh xin thấy. Xin chào cô giáo. Dạ, hỏi Linh đi. Anh. Bạn hỏi anh bên kia bao nhiêu tuổi nãy anh chưa có nghe. Như vậy. Chưa nói. 70 mình 39 tuổi. 39 bên đây. Cũng được rồi, 39 còn trẻ lắm. Bây giờ nghe nói giọng bên kia thấy thế nào? Thấy cũng được. Quá được chứ. Anh nói rất là trầm tĩnh, rất là vực. Dạ. Linh nghĩ rằng anh ấy cũng chính là một cái bóng cây che chở cho chị đấy. Không thì em nghĩ nếu mà được thì sẽ đăng ký thi tiếp Vợ Chồng Son anh ha. Được, cái này được. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình Vợ Chồng Son. Không, bên đó không phải là Quyền Linh Cát Tường mà Hồng Vân với lại Quốc Thuận. Dạ, cái chương trình em biết. Rồi bây giờ ta cho hai người gặp nhau. Bác sĩ và cô giáo, xin mời. Đâu gì đâu rung em, có cái gì thắc mắc cứ việc hỏi. Chào em. Chào anh. Hôm nay em đến có người thân đi theo không? Dạ có, em có đi em gái. Em gái anh. Chào em. Anh thì ở Bình Định, còn em thì nãy giới thiệu ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ. Em ở quận 10 anh. Dạy cũng gần trường luôn. Gần Đầm Sen á. Đầm Sen là gần Chợ Rẫy rồi. Anh làm ở đâu? Không, anh đã từng đi học ở Chợ Rẫy anh biết. Anh đã đi làm ở Củ Chi. Xa vậy đó hả? Đúng rồi, đi xa. Nhưng ngay cái buổi hôm nay mà mình đi rất là sớm nên phải đợi chờ. Bây giờ anh đang ở đâu? Hiện giờ mình đang ở Củ Chi. Vậy đó hả? Đúng rồi. Rồi có gặp được không? Có gì đâu, ở cái thành phố Hồ Chí Minh này em biết những lúc anh đi học ở Chợ Rẫy, sáng nào anh đi lên đi xuống đi lên xuống. Cái đó là anh đi học. Cái chuyện học và chuyện tương lai nó ngang nhau. Vậy hả? Đúng rồi, nếu như mà mình xác định cái mục tiêu mình cần đi. Dạ. Thì cái chuyện đó đâu có gì quan trọng. Không có xa đúng không anh? Nhưng mà Củ Chi chỉ là cái nơi anh đi làm thôi, anh đâu phải là người dân Củ Chi. Du canh du cư. Rồi nữa em biết tìm anh ở đâu? Em cũng biết Củ Chi mà. Thì ý anh nói là du canh du cư, lúc anh ở chỗ này mà anh ở chỗ kia, rồi nữa sau này tìm anh ở đâu? Bây giờ là anh có ý định ở thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp không? Đúng rồi, có đó. Có anh ở 9 năm rồi mà. Vậy hả? Vậy là có xác định ở đây đúng không? Đúng rồi. Rồi anh đã chọn cái quận nào của thành phố Hồ Chí Minh chưa? Hồi trước giờ chưa, nhưng mà bây giờ nghe nói em ở quận 11 hả? Quận 10 anh. Quận 10. Thì từ từ coi thứ tình hình quận 10 nó có... Quận 10 Đức Lành Chim Đậu. Đúng rồi. Thì, anh còn hỏi em gì nữa không? Mình nghĩ cái khoảng thời gian ở đây nó ngắn quá. Thì sau cái cuộc này ha. Dạ. Thì anh mời em chọn một cái địa điểm nào đó thích hợp để mà mình có thể nói chuyện, rồi có thể tìm hiểu nó kỹ hơn. Dạ hết chưa? Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Có muốn nói gì trước khi bấm nút không anh? Muốn nói hả? Muốn nói gì với chị trước khi bấm nút không? Chắc có lẽ mình đã bấm nút ha. Còn chị có muốn nói gì với anh trước khi bấm nút không? Thì em gật đầu nha. 1 2 này đếm cho có lệ nè. 3 Chúc mừng chị. Bác sĩ và cô giáo, tôi nghĩ rằng một tương lai tốt đẹp đang ở phía trước chúng ta. Chúc anh chị thật nhiều hạnh phúc.
hoặc ta hay nắm tay nhau. Cô giáo đang bị bệnh tim đó, hãy chữa trị cho cô. Cô giáo nói là cô giáo bị liệu, cái gì mà phải không anh, là cô giáo bị liệu. Đó, thấy chưa? Rồi, chúng ta sẽ chờ để quay vòng quay may mắn. Rồi, cảm ơn chị. Quyết niệm của bạn là gì? Mất ớ dễ xúc động. Cái gì? Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Nào, hạ màn xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Xin mời bạn. À, chào bạn, bạn tên là gì? Em tên là Hồng. Hồng, dạ, Hồng năm nay bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. Hiện nay Hồng đang làm gì? Dạ, em là thành viên của phòng marketing của trong bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh. Là mình nghề gì trong bệnh viện Tường? Y tá hay là bác sĩ hay là... Em là nhân viên văn phòng thôi anh. À, nhân viên văn phòng. Rồi, xin mời chàng trai của chúng ta. Chào bạn. Bạn tên là gì? Em tên là Thạch Thế Trung. Thạch Thế Trung? Dạ. Em làm về quản lý dự án bên mảng thiết bị y tế. Ồ, như vậy là hai người cũng làm chung y tế ha? Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Năm nay em 29 tuổi. Đẹp trai thế này mà không có người yêu lên đây ngồi thì... Nói không có người yêu thì cũng không phải. Thì trước đây cũng có quen, nhưng mà tại vì mối tình thì nó cũng chưa đến đâu. Ai cũng đổ thừa là chưa tới đâu, không hợp, không có duyên. Nhưng mà cụ thể là như thế nào? Trước đây em có quen hai bạn gái. Thì một chuyện tình thì nó kéo dài khoảng 4-5 năm. Hai chuyện thì nó cũng gần cả chục năm rồi. Cho nên... Lý do tại sao quá, thời gian quá dài như vậy mà không tiến tới hôn nhân? Bạn đầu tiên thì quen từ hồi cấp 3. Thì bạn ấy phải đi nước ngoài làm việc ở bên bển. Cho nên tụi em xa cách về địa lý, cho nên không có thể nào mà đến được với nhau. Và mối tình thứ hai? Bạn thứ hai thì do gia đình không có chịu em. Bởi vì em nhỏ tuổi hơn. Không nè, nhìn bạn xinh như vậy mà bạn làm ở trong cái môi trường đó mà bạn nói không có cái người đeo đuổi bạn, không có người bạn trai thì mình không tin. Môi trường làm việc của em thì cũng gặp nhiều, nhưng mà chắc là em nghĩ là chưa có duyên đó. Tại sao? Bạn kén quá hả? Em cũng không có kén lắm. Tiêu chuẩn bạn đặt ra là như thế nào? Lịch lãm, trung thủy, sống có đạo đức. Trung thủy là sao? Bạn khái niệm như thế nào về cái sự trung thủy? Trung thủy theo em nghĩ là giống như là không có lăng nhăng. Hai người cùng nhìn về một hướng, vun đắp cho tình yêu. Bạn có đặt ra cái tiêu chuẩn nào của người bạn trai của bạn không, về ngoại hình hay là về công việc? Tiêu chuẩn thì ngoại hình thì chỉ cần sạch sẽ, lịch lãm. Công việc thì em mong muốn có một người có thể tài chính ổn định. Cái này mới quan trọng. Tài chính ổn định đó, anh Linh khám. Bây giờ nghe cái chỗ mà tài chính ổn định đó, tôi thấy quan trọng chỗ đó nhất thôi. Mấy chỗ kia bạn đầy đủ rồi. Bạn có thể chia sẻ chút xíu với bạn gái cho yên tâm. Nói về tài chính thì ít khi nào người ta thích nói ra, bởi vì đó là một cái chuyện mà cũng khá là tế nhị. Thì anh chỉ biết nói là anh có công việc ổn định và có một gia đình tốt. Quan trọng là em nhìn anh em có chịu chấp nhận hay không thôi. Bạn nam bạn đang sống với ai? Với ba mẹ hả? Dạ, em đang sống với gia đình chị. Dạ. Bây giờ bạn gái có đưa ra tiêu chuẩn như vậy, bạn thấy bạn có đáp ứng được tiêu chuẩn đó không? Có lẽ là cũng kể 70%, 30% thì do bạn gái đó quyết định. Khuyết điểm của bạn là gì? Mít ướt dễ xúc động. Cái gì? Mít ướt hả? Mít ướt là sao bạn? Lỡ có chuyện gì đó thì dễ bị khóc. Bạn thấy người bạn nam mà hay khóc đó, thì bạn cảm giác như thế nào? Nói chung là một người con trai mà hay khóc á thì cũng hẳn là đa cảm quá. Có thể người đó sống thiên về tình cảm. Thường thì hai người dù có cái chuyện gì trao đổi hay gì khóc đó, thì bạn nữ sẽ là cái người khóc lóc. Rồi mai mốt về hai bên rồi mới cãi nhau gì đó, câu thì nhìn qua nhìn lại thì bạn nam mà ngồi khóc trước rồi thì đó bạn xử trí như thế nào? Em nghĩ... Ngồi dỗ hả? Hay là ngồi khóc luôn? Khóc cùng. Khóc cùng luôn rồi. Em cũng hay dễ khóc. Rồi, tiêu chuẩn của bạn với người bạn gái như thế nào? Thì cũng không có gì nhiều. Nhưng mà bạn gái đó cao 1m62 trở lên. Tiêu chuẩn cũng thấp quá ha. Khuôn mặt thì lúc nào cũng có nụ cười tươi. Biết chăm sóc gia đình. Nói chung bạn ấy đừng có xài đồ giả là nhiều được rồi. Đồ giả là sao? Ý bạn có cụ thể hơn thì là sao? Ý em nói là đừng có sửa sang gì nhiều quá. À không có thích về... sửa đúng không? Dạ, về sắc đẹp hay chúng gì ta đó. Ta sửa ta đẹp thôi chứ có gì đâu. Em thích tự nhiên nhiều. Chỉ các từ chỉ sửa tùm lum đó. Bậy. Cái này là không có được nha. À, em có sửa gì không?
Chị nghĩ em có sửa gì không? Chị nghĩ chắc không đâu. Chắc vậy. Nhưng mà chị hỏi nè, ngoài cái lịch lãm gì ra sạch sẽ, em cũng có cái tiêu chuẩn gì nè ha, miệng cắt đồng tay, cắt đồng tiền. Còn cái tiêu chuẩn gì về bạn trai của mình không, về ngoại hình? Cao trên 1m68. Em cao bao nhiêu? 1m67. Bên đó tao đòi 1m62 kìa. Thì chắc là bạn trai cao. Phải không? Hồi để chị qua chị trình là chị trình chị, phải chị trình em không? Nè, tôi không có sửa gì hết nha. Dạ em biết rồi nha. Em đâu tin là em được lên đó. Đúng rồi. Rất là đẹp trai. Rất là lịch lãm. Cao 1m mấy? Dạ 1m68 rồi chị. 68 đúng cái này luôn. Nãy giờ nghe nè. Trời, răng trắng đều quá, cười nhăn răng ra cái coi. Tôi chịu đó. Được. Bên này dễ thương lắm, đẹp gái lắm. Ngồi có 2 phút nói chuyện, nói đừng có khóc nghe. Dạ. Khóc từ lúc rồi chị. Rồi xong. Nãy giờ nói thích không à? Bạn không thích gì, cái gì về bạn trai của bạn không? Em không thích con trai quá trâu cốt. Bên này lăng lứt con là... trai mang giày trắng. Lý do tại sao không thích mang giày trắng? Thì em nghĩ một người đó không có được men. Hả? Mang giày trắng là không men. Mang giày gì vậy? Lạ ta. Mang giày gì? Anh giày đen. Bên kia giày gì? Bên đây à. Đen. Rồi tiếp còn gì nữa em? Không thích con trai nói nhiều. Rồi còn không thích gì nữa? Đừng có nói không thích trai đeo cà ra bát nha. Không thích thì còn nhiều lắm à. Còn gì em nói hết luôn đi. Sao mưa này nói hết luôn đi. Em không thích gì về tính cách? Sĩ diện là em không thích. Sĩ diện? Dạ. Rồi gì nữa? Bảo thủ, gia trưởng. Em không thích nhiều quá, hàng kia mở mình. Đúng rồi. Cái gì mà không thích nhiều thứ quá vậy? Bây giờ hai người gặp mặt nhau đi. Màn đâu kéo lên. Xét lại cái vấn đề này. 2 phút dành cho nhau. Bắt đầu. Chào anh. Chào em. Những ngày cuối tuần thì em thường làm gì? Em thích đi tham gia các chương trình về xã hội. Đấy, nếu mà tụi mình có thể quen nhau á, thì ngày cuối tuần đó nếu mà có anh xen vào thì nó có khó cho em không? Nói chung là nếu mà mình cùng chung một chí hướng á, thì bạn bè của em cũng giống như bạn bè của anh thôi. Anh nghĩ em như thế nào? Trong ánh mắt anh, cái nhìn đầu tiên thì anh thấy cũng được, em rất là ok. Nhưng mà đừng có quan trọng quá nhiều về tài chính được rồi. Bởi vì cái đó là do hai đứa mình thôi. Còn em nghĩ như thế nào với bạn sao? Đó. Cũng lịch lãm rồi. Cảm ơn em. Dạ, nghề nghiệp thì cũng tương đồng. Và tình hiểu bên trong đúng không? Dạ. Có cảm giác gì ánh mắt của nhau không? Dạ. Vô tình dạ, em thấy thẳng vào nhau, nhìn thẳng vào nhau nói đi. Cho em được hỏi anh rồi. Như là một trong hai người sắp nghiệp thì anh có đủ tài chính? Nếu như nói về vấn đề tài chính thì anh cũng muốn chia sẻ là quen nhau mà quan trọng quá nhiều về vấn đề tài chính thì nó không tốt cho lắm. Cái quan trọng là hai đứa đã yêu nhau, đã thương nhau rồi thì người này bị dù nhất có như thế nào thì mình cũng phải thương người đó, mình cũng chấp nhận và chia sẻ với họ thôi. Nếu mà chúng ta đang quan trọng về vấn đề tài chính thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Rồi, hạ hồi phân giải, hết giờ. Chúng ta có 3 khắc điểm. 1 2 bấm hay không bấm. 3 Anh có món quà. Dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh. Chúc mừng hai bạn. Và chắc chắn rằng các bạn sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau nữa. Nắm tay nhau. Ừ, cảm ơn hai bạn. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ... Công việc em, gia đình và gái không thích. Và năm 3 ánh sáng rồi đó, rồi với lại lái xe gia đình cũng không thích. Nghề nào cũng là nghề, quan trọng là con người, tính tình thôi. Qua chương trình này anh cũng rất mong anh với em có cơ hội để tìm hiểu thêm. Anh cho anh thời gian thì chuyện nào cũng được. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ anh trai với em gái bắt đầu chia sẻ qua cái hàng rào nha. Giới thiệu về mình đi em trai. Dạ em tên Trương Trung Hiếu, 33 tuổi, đến từ Tiền Giang. Tiền Giang. Nghề nghiệp của em lái xe, với ở nhà có kinh doanh cho thuê âm thanh ánh sáng thêm chút đỉnh. À, âm thanh ánh sáng đám cưới này kìa đó hả? Dạ. Em ở huyện nào? Em xã Bình Đức, gần Đình Long Hưng. À, vậy là sát bên nhà anh rồi. Ồ, vậy hả? Rồi, đồng hương nữa rồi. Bây giờ em giới thiệu về bản thân mình đi cho bên kia họ nghe.
Dạ em chào hai MC, cô chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào chào các khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Quỳnh Kim Ngọc. Em năm nay 35 tuổi. Em ở đến từ Cai Lậy, Tiền Giang. Tiền Giang luôn? Dạ. Wow. Quê mẹ Cai Lậy. Em đang làm nghề nghiệp gì? Mẹ quê Cai Lậy. Dạ em làm ở công ty ạ. Em nhân viên kiểm phẩm ạ. Em gái ơi, quê mẹ của bạn trai Cai Lậy luôn nha. Cái quên rồi anh ơi. Rất là hợp luôn á. Rồi cưng điểm mạnh em yếu cưng sao nói luôn nè. Điểm mạnh em thì hơi nhiệt huyết trong công việc, vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu em hơi nóng tính xíu. Hơi xíu hả? Nóng tính làm gì? Quăng giày. Quăng giày. Dạ không anh ơi. Bực thì em nói, còn không thì em im lặng em nói. Ờ chứ không phải quăng giày, ông Linh nói em quăng giày. Dạ không. Kìa. Bởi đơm đặt á thiệt á. À, em trai. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì nói chung cũng độc lập, như tự lập, vui vẻ, hòa đồng. Đúng. Trong công việc thì cũng làm gì không được, cũng cố gắng làm cho được vậy thôi. Còn điểm yếu đơn giản em ăn cay không được. Dễ thương nhờ, ăn cay không được. Em không ăn cay được. Điểm đâu phải điểm yếu đâu. Ăn cay không được tốt gì đâu, ăn cay nhiều quá nó hại bao tử. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng sơ sơ cũng có vài mối tình mà. Dài là mấy mối? Cũng gần đây cũng có một mối khoảng năm mấy nay. Vì lý do công việc em gia đình gái không thích. Gì? Tại vì em chơi 3 năm tan ánh sáng rồi đó, rồi với lại lái xe gia đình cũng không thích cho nên không đi tới được hôn nhân. Trời ơi, kỳ vậy. Em gái em chịu cái nghề bên đàn trai không gái? Lái xe. Lái xe nè, làm cái chuyện cưới nè. Âm thanh ánh sáng, tiệc cưới âm thanh ánh sáng đồ. Âm thanh ánh sáng được anh. Ừ. Đâu có làm sao, nghề nào cũng vậy, anh tu là con người thôi. Quan trọng là... Là con người. Tánh tình thôi. Tánh tình con người. Vậy em có mấy mối tình rồi? Em cũng 2-3 mối. 2-3 mối rồi. Dạ. Rồi cái mối dài nhất là nhiêu? Chắc 2 năm mấy mà xa, ở xa. Yêu xa hả? Dạ. Vậy là nay gần rồi đó, khỏe ha. À, bạn gái em chia tay lâu chưa? Cũng năm mấy rồi anh Quyền Linh. Còn gặp nhau không? Ta lấy chồng rồi. Có gặp nhau lấy chồng rồi, từ lúc lấy chồng có gặp nhau không? Gặp cũng không dám nhìn nữa, tại sợ phiền phức. Người ta có chồng rồi mình tới luôn chi nữa. Thì cứ nhìn thôi mà. Cũng ở gần sớm luôn. Gây sớm luôn hả? Có khi nào tối nằm mơ thấy cổ không? Không luôn, từ lúc chia tay tới giờ không nằm mơ thấy luôn. Lo đi làm không? Dạ chào cô. Chào cưng. Thế người ta thật thà nằm mơ, tôi còn không dám nhìn nằm nữa đó. Mơ chi nữa, thôi rồi còn mơ chi nữa. Ông này cũng suối bậy suối bạ không à. Rồi giờ sao nè, bây giờ mong muốn cái người bạn gái của mình sao nè? Dạ cũng đơn giản thôi, dễ nhìn là được, công việc nào cũng được, ổn định kinh tế là được. Còn như vấn đề tật xấu thì sao cũng được, miễn sao hiếu thảo với ba mẹ thì dù có xấu cái nào em cũng chịu được. Rồi bây giờ em mong cái ngoại hình của cái bạn gái của mình á ra làm sao? Dạ. Trắng hay đen, cao hay thấp, tóc ngắn hay tóc dài, mặc quần áo, ví dụ mặc quần, ví dụ vậy đó. Tưởng tượng thì chắc có bạn rồi. Tưởng tượng thì chắc có bạn rồi. Ý là chị hỏi mặc đầm hay là không lẽ ta tưởng tượng không mặc quần. Đầm hay là mặc quần? Mà mối thì mà hỏi kỳ quá. Tôi nói kệ tôi. Không lẽ tưởng tượng không mặc quần. Mắc cười quá. Chắc bạn đầm quá. Để anh Quang coi có mặc đầm giống em tưởng tượng nha. Anh. Rồi, chào em gái Cai Lậy. Dạ. Em gái Tiền Giang. Dạ, em muốn người yêu của mình như thế nào? Dạ, chung thủy là được. Chung đừng thủy. Có gái gú, đừng có đánh bài, cá độ gì hết. Lo làm ăn là được ạ. Có chung thủy không? Chung thủy. Có gái gú không? Không, không biết hút thuốc rồi mà gái. Không hút thuốc hay được. Bài. Dạ không anh. Có bạc rượu chè gì không? Nhậu thì chút đỉnh được, ba xị được. Ba xị mấy anh? Bốn xị lặng lít đó. Em với em xị nó anh đủ lít. Ừ. Ba xị được ha. Dạ. Giờ mình uống được không? Em cũng la ra về ly. Mẹ hả? Về hai chồng mỗi người làm ba xị ngủ luôn. À, không, em không tới ba xị đâu anh. Bây giờ là... Mong muốn đi, tưởng tượng đi bệnh sao? Em mong muốn cái người đàn ông của mình sao? Giống anh Quyền Linh không? Hay sao? Giống anh Quyền Linh càng tốt. Càng tốt hả? Biết cách ăn mặc là được rồi. Biết cách ăn mặc, ok. Ừ, anh không có biết ăn mặc em ơi, anh muốn mặc gì anh mặc à. Đây giống anh hồi lúc đó anh cũng ốm nhách à, cũng đen thùi lùi trang vậy đó. Tại em dân nắng mới đen chứ em không dân nắng đâu đi. Thấy không? Vậy thôi bớt dân nắng chút xíu đi nha. Trắng trắng chút. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mấy chị với em đồng nghiệp ạ. À mấy chị em đồng nghiệp. Mình cho ý kiến coi nào. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Em muốn chia sẻ một chút xíu với anh trai là Ngọc của tụi em là một người có chút thẳng thắn và nóng tính, nhưng mà mình thấy là một người rất là chân thật. Cho nên là em cũng có một lời khuyên nhỏ với anh chị là mình hãy dành cho nhau chút thời gian để tiến tới xa hơn vậy, về đoạn đường sau này. Dạ em xin hết. Rồi cảm ơn nhà gái. Ở đây á, anh đánh giá sơ sơ nè, không phải gần nhà anh nói đâu, thì thật lắm. Thật tới mức mà nãy nó có ba xì rượu là chắc là đây là con người rất là chân tình mà chân thật luôn á. Đi với ai em trai?
đi với mẹ với dì. À, có mẹ dì hả? Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh và chào cô bé. Hiếu thì nó có hiếu lắm. Đi đâu đi chứ cũng chạy về coi mẹ làm sao. Dạ. Coi mẹ đi làm công ty mẹ về có mệt không? Tối ngày đi ở với công ty không, cũng không ở nhà. Thử ra con bấm nút với lại con của cô á, cô làm dâu á, thì cái chuyện làm dâu thì khỏi lo. Dạ. Bây giờ hiện đại lắm, bà vợ chồng với con dâu cũng như là bạn thôi. Nhưng mà với điều kiện con dâu phải biết chuyện. Bà vợ chồng cũng vậy luôn, chứ đâu phải mà thí dụ như về bà vợ chồng cà trớn rồi con dâu nó lấy gì mà nó thương bây giờ. Thành thử ra thôi bây giờ chị con con cô nó đen đúa vậy chứ nó có hiếu lắm, con đừng lo. Dạ. Không có biết uống rượu cà phê, không có gì hết. Dạ thôi vậy đi, tới đây hết. Dạ. Cảm ơn mẹ. Xúc động không hả? Vậy đâu, vậy đâu. Ngồi thấy nghe mẹ nói xúc động với sợ luôn. Thương ngồi mẹ ngồi mà khóc đó. Em muốn nói mẹ gì không? Chúc Linh ơi. Nói hồi khóc luôn. Xúc động rồi. Không, nói chung là con trai vậy là biết thương mẹ lắm á. Rồi, mở rào. Hát cho quên cái xúc động rồi đi nha. Bắt đầu, bước tới hát tặng bạn gái cái coi. Anh có bỏ qua anh. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Nếu như ta vô tình gặp lại nhau thì hãy hứa không được buồn em nha. Rồi được em ơi. Hát tiếp luôn, tiếp luôn. Nhớ còn nếu như ta vô tình trông thấy nhau thì đừng cố ấm anh để làm chi. Từ từ đây nói. Trời ơi. Chọn nữa đi, ta hay rồi. Mà dạ thôi được rồi. Hát hay hát đi à. Tính lỡ chờ em trong xót xa, thao thức vì em sớm đêm lạnh lùng. Đêm nay thành phố mưa bay, đêm nay tình nhỏ mong chờ lạc tông luôn. Được rồi, lên đây. Đêm đến không có gì, em gửi anh chút xíu quà. Rồi anh cảm ơn em. Mở ra coi cái gì cứng. Nè. Anh cảm ơn em, dạ. Anh cũng rất thích cái áo này. Tại vì ở nhà anh bận áo sọc cargo nhiều. Dạ. Nhưng mà lên đây chương trình bắt phải bận áo trắng. Vậy đó hả? Mở ra coi vừa không? Coi vừa không? Dạ, vậy vừa, vừa. Mặc vô luôn đi. Mặc vô hát bài nữa nha. Ủa trời ơi, trời ơi, trời ơi. Vừa ít luôn, trời ơi. Cài phụ, cài rút phụ đi em gái. Quá trời rồi. Quá trời dừa luôn á trời ạ. À. Em quay qua chụp hình để có gì mình lưu lại kỷ niệm. Rồi thấy cái hộp qua trả bển luôn đi đó. Nhận luôn cả hộp cả áo đi cưng. Trời ơi. Nhanh gọn lẹ luôn. Quay qua bển. Quay qua đứa gì. Áo đàng hoàng cuốn nó đi. Ừ. Cuốn nó mày không nhăn anh. Bà ngoại chỉ á. Làm như dọn đám cưới vậy. Chuyện nói rồi, chuyện rồi, đi. Chào em. Nói đi, cái bó lá dừa đó em làm sao? Lá dừa đó thì tự tay anh làm. Dạ. Làm bằng lá dừa non, dừa uống nước mình chứ không phải là dừa nước. Ủa này Hiếu tự làm luôn á hả? Ừ, lá dừa đó. Hiếu giỏi quá vậy. Tôi tưởng là ở ngoài chỗ nào mà là ở dưới làm bán cho những cái tiệc cưới á. Như một bó như vậy là từ giá khoảng chừng, nếu mình giao cho tiệc mấy cái tiệm su tu vô thì 150 trở lên. Bó em làm khoảng nhiêu tiền? Bó em làm khoảng 200.000 giao khách. Chúc có lấy tiền không? Dạ, ai lấy. Thì em có thấy anh đen dữ không? Dạ không. Em không gầy đụng xô nhiều quá cho nên anh đi ngoài nắng nhiều cho nên thấy đen vậy chứ. Nếu mà thường không đi nhiều cũng nhã nhã bớt chút. Dạ. Anh gặp em thấy như thế nào ạ? Thì đúng như cái người mà anh muốn tìm vậy thôi. Dạ. Thích em cũng người mái tóc ngang không? Vậy. Nóng tánh cũng tốt thôi. Dạ. Sau này không ăn hiếp được anh cũng đỡ lo. Dạ. Rồi sao hẹn hò đi chơi đâu bữa đầu tiên nào? Em ở đây hay là về quê? Dạ em ở Tân Hương luôn ạ. Tân Hương ở trọ hả? Dạ em ở trọ. Ở trọ gần công ty không? Dạ sát bên. Rồi hình như có cây xăng chỗ nhà máy gạo cũng có dãy nhà trọ. Dạ. Nếu mà hẹn hò thì đơn giản thôi. Em alo rồi, nếu mà Mỹ Tho thì anh lên đó khoảng nửa tiếng là tới. Dạ vậy gần. Rồi mình đi ăn uống gì đó hay
mà nói chuyện hiểu tính tình nhiều hơn. Dạ. Bây giờ dự định nếu mà cưới thì ở đâu nè? Em ở nhà anh được không? Trời ạ. Nói chung thì anh cũng dễ lắm. Dạ. Em làm dâu được không? Dạ. Tại vì mẹ anh rất là mong một người con dâu. Dạ. Mong cháu nữa cho nên anh cũng hỏi. Bác thấy con được không bác? Thì bác thấy con với anh Hiếu cũng xứng đôi về lứa. Dạ. Ví dụ như giờ cho cơ hội thì hai đứa tìm hiểu rồi đi tới hôn nhân cho vui nhà cho cửa, chứ giờ bác cũng không muốn gì hơn. Dạ. Đó, bác kia cửa thôi. Bây giờ nè, đó vậy là bác nói rồi đó. Bây giờ là Hiếu lại nắm tay em gái đi. Nắm tay nói đi Hiếu. Đứng dậy em. Qua chương trình này anh cũng rất mong anh với em có cơ hội để tìm hiểu thêm. Em đồng ý thì em cho anh thời gian thì chuyện nào cũng được. Dạ. Anh cũng... Thì mình cứ tìm hiểu đi, được á thì... Vậy chút bấm nha, vậy chút bấm nha. Dạ. Tiêu lon. Tiêu lon trước. Còn nữa. Tiêu lon. Lâu lắm. Đám cưới là đâu có mướn ai, chi tự mình set up được hết đúng không? Dạ được hết. Ừ, trong cưới với bông đầu tay đâu làm hết. Làm hết cũng luôn. Hy vọng cái bó bông ngày hôm nay thì tới ngày đó thì mình cũng sẽ cầm bó bông này để... Rồi để từ đây đám cưới luôn hả? Ở này để lâu lắm anh Linh, để cứ mấy tháng cũng được. Rồi tính. Lá dừa mà. Tức là ông canh là mấy tháng ông hốt rồi đó. Mấy tháng là làm đám cưới đó cho nên canh bông dừa này. Bây giờ nè, em gái hát tặng Hiếu một bài gì. Thôi, đi. Em hát nguyên trường quay đi vậy hết luôn. Hiếu hát bài nữa đi nào. Nắm tay nhá, hát tặng mày nữa rồi mình... Rồi em hát đi. Rồi em hát một câu thôi nha. Rồi vô. Dạ. Mười ngón tay tô hồn nét môi, ngón cái bên dù ta trong tình đôi, ngón cái bên là ngón tay mơ mộng, ngón tay tới hồn giấc mơ. Thôi được anh chị ơi. Hai đứa giọng nó giống nhau dễ sợ luôn á. Được, được này tại gung quá chứ này. Không, rồi, hai đứa giọng lại nè. Giống nhau ghê luôn á. Rồi đó. Tới Hiếu hát đó. Nắm tay hát ngoài. Anh. Hát nữa hả? Bằng lòng đi em mai. Đúng rồi. Bằng lòng đi em anh về quê. Gước má lên liền. Ngày mai đám cưới gước dâu bằng xuống ba lá. Ba má ngồi trên đầu ghe. Khúc sợ em quên rồi. Được đó, có nói vui nhà vui cửa luôn á. Rồi để ta nút bấm đi Hiếu. Bấm nha em. Dạ. Đây. Sau 3 tiếng đếm nha. Ông tiêu lòn luôn rồi bấm để em kìa. Một. Hai. Ba. Vô. Khó ăn quá ăn. Nắm tay nhau được rồi đó, chính thức hai em đã hẹn hò. Bùng quá rồi. Rồi. Rồi bây giờ hùng hả? Hùng. Rồi xin phép mọi người ha. Không có ông. Dạ. Ông hùng đây là cha hùng con không nội. Đây. Hùng ở má. Chúc hai em hạnh phúc nha. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bên đây cái hoa trồng. Dạ. Vừa đi về hát cho nó nghe bài nữa đi. Khuyết điểm của em là không kiểm soát được nhiều thời gian ấy. Em thấy cái khuyết điểm lớn nhất đến bây giờ là như vậy. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và thích làm các công việc về thiện nguyện hả chị? Mỗi người bạn gái của em nói chung là sẽ bớt nóng tính một xíu. Có thể đồng cảm cho công việc của em. Công việc của em nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Dạ. Có đàn ông để râu không? Dạ.
gọn gàng chứ đừng có để lâu quá. Bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Xin chào. Chào anh. Rồi mời em ngồi. Rồi bây giờ bên mình giới thiệu một chút về bản thân đi em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bạn bên cạnh và toàn thể quý vị đang xem chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay em 29 tuổi ạ. Em đang làm gì Tâm? Dạ hiện tại em đang là nhân viên giao dịch quầy tại công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam Sacco ạ. Tức là làm ngay sân bay Tân Sơn Nhất phải không? Cái dạ. Văn phòng bự bự đó đúng không? Dạ. Rồi em ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở quận Gò Vấp ạ. Tâm bao nhiêu tuổi Tâm? Dạ năm nay em 29 tuổi. 29 tuổi. Rồi mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và chào em. Tất cả khán giả. Em là Bùi Duy Đăng. Em năm nay 33 tuổi. Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Em làm công việc gì? Em kinh doanh về phòng gym. À phòng gym. Cũng như là một số cái sản phẩm thể thao. Quê mình ở đâu em? Quê em ở Hải Phòng. Hải Phòng. Em có những ưu khuyết điểm gì Đăng? Ưu điểm của em thì về thể thao thôi. Thể thao. Những cái gì về thể thao đúng không? Tất cả những cái gì về thể thao thì em ưu điểm. Thật ra mình kinh doanh về thể thao luôn mà. Dạ vâng. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là không kiểm soát được nhiều thời gian ấy. À. Em thấy cái khuyết điểm lớn nhất đến bây giờ là như vậy. Không kiểm soát được thời gian. Vâng. Tức là thời gian mình lao vào vừa dạ, ăn hết. Với lại khuyết điểm của em chị thấy là em nói hơi nhỏ đó cưng. Nói to hơn đúng không chị? Đúng rồi. Okay, đó phải chị. Như thế mới được nhá. Dạ. Rồi Tâm, mình nói về ưu khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, cái ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và thích làm các công việc về thiện nguyện đó chị. Lớn lên đi, mình đừng có lép bên kia. Nhưng mà cái nhược điểm của em là em nóng tính, cũng thẳng tính và nóng. Thẳng tính, nóng tính đúng không? Bên kia thì không kiểm soát về thời gian, dễ gây lộn lắm á. Nóng lên nó không, sao nó không dành thời gian cho em hả? Ừ đó. Vậy là em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình ạ. Một mối tình được mấy năm? Dạ cách đây cũng được 2 năm ạ. Cách đây 2 năm có nghĩa là đã chia tay 2 năm rồi. Dạ đúng. Vậy rồi. Mình yêu nhau được bao lâu? Dạ yêu nhau cũng được một năm mấy. Một chị. Năm mấy lý do chia tay? Tính em nóng tính mà một người mà nóng tính nữa thì không phù hợp chị. Bên đây lý do chia tay là bạn này nóng, bạn kia cũng nóng. Thành ra là thấy có vẻ khó dung hòa được cho nên là thôi. Đăng ơi em nghe chưa Đăng ơi? Em có nghe thấy rồi. Ừ. Đăng có mấy mối tình rồi? Em có khoảng tầm 5-6 mối tình. Đăng bên đây là 5-6 mối tình rồi nha. Bên đây 5 mối tình, tại sao chia tay? Em nghĩ là do cái khoảng cách, vì em hay di chuyển lắm. Ngày trước em hay di chuyển và hay đi cũng như là học hành cũng như công việc ấy. Nó làm gián đoạn. Em di chuyển từ đâu tới đâu mà nó gián đoạn như vậy? Thì ví dụ như khi mà em ở Hà Nội thì yêu bạn gái Hà Nội, đến khi em vào Sài Gòn thì họ không còn yêu nhau nữa, kiểu như vậy. Rồi em còn định đi đâu nữa không? Em ở Sài Gòn, em thích Sài Gòn rồi. Ở luôn chưa? Ở luôn rồi. Ở luôn đi chứ không đi nữa cái đổi người yêu nữa à. Chào em. Em chào chị. Ừ. Lý do chia tay là do kiểu như là khoảng cách địa lý đúng không? Vâng. Khi mà em di chuyển chỗ khác rồi thì sao mà cách lòng đúng không? Dạ, với lại cũng có những lần mà khi mà em học đại học thì em bị gián đoạn trong cái việc học ấy thì nó làm cho em bị ảnh hưởng nhiều, thế cuối cùng chia tay. Ừ. Bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Em mong muốn người bạn gái của em nói chung là sẽ bớt nóng tính một xíu, có thể đồng cảm được cho công việc của em. Công việc của em nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Em cho vô tập gym là hết nóng tính rồi. Còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì em cũng không có đặt tiêu chuẩn quá nhiều đâu, chỉ cần là khỏe khoắn một xíu là được. Khỏe khoắn? Cần nhất sức khỏe. Ông này ông thể thao mà, thành ra là cái tiêu chí của ông là cần sự khỏe khoắn. Còn mình là không thích rồi đó. Mình không có thể thao là không thích rồi đó. Để hỏi luôn là Đăng không thích điều gì ở bạn gái? Em sợ phụ nữ nói nhiều lắm. Nói nhiều là em sẽ thường là em sẽ lao ra đường và em sẽ đi xe và đi thể thao suốt. Nói nhiều quá là em sẽ đi tìm xe, chỗ xe, để xe mà ra đường. Vâng. Em tránh để không phải nghe đúng không? Dạ. Ừ. Đó, nãy giờ cô gái cô đã nghe về người bên ấy chưa? Chào em gái, xinh, rất là xinh ha. Rồi bây giờ em thích một mẫu người đàn ông thế nào? Dạ mẫu người của em là mẫu người đàn ông của gia đình, có ý chí cầu tiến, vui vẻ và có chút hài hước xíu. À. Cái ngoại hình thì sao? Em có đòi hỏi cái ngoại hình phải như thế nào không? Dạ ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em xíu thôi cũng được, tôm tóc, với lại nhìn được là được rồi. Dạ. Thích đàn ông để râu không? Dạ
Gọn gàng chứ đừng có để râu quá. Gọn gàng chứ đừng có để râu quá. Ví dụ như không gọn gàng thì tính làm sao? Thì về đó mình sẽ chỉnh chu lại cũng sao không? Chờ ngủ mình tỉa. Em không thích điều gì ở đàn ông nhất? Gia trưởng, keo kiệt và sự giả dối là em ghét nhất. Rồi. Hôm nay em đi với ai vậy Tâm? Dạ, em đi với cậu em và anh bạn đồng nghiệp của em ạ. Dạ, xin mời đại diện gia đình nhà gái ạ. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chào bạn trai bên kia. Chào khán giả có mặt trường quay. Tôi là cậu của cháu Tâm. Đó. Thì hôm nay tôi tới thì trường quay này tôi có vài cái ý để mà bạn cháu Tâm tham khảo. Thì nhìn bạn trai bên đây thì tướng thì cũng cao ráo, nhưng mà tiêu chí thì bạn Tâm đưa ra thì đôi lúc cũng chưa được có ưng ý cho lắm. Và cái việc này để cho cháu Tâm ha, nó tự suy nghĩ mà nó bấm hay không là quyền của cháu Tâm. Dạ xin hết. Rồi, cảm ơn. Mời nhà trai, đại diện nhà trai, em đi với ai? Dạ, em đi với hai người em. Hai người em. Hai người em hả? Rồi. Em xin chào anh Quyền Linh cũng như chào chị Hồng Vân. Em tên Thông, là em của anh Đăng. Thì và chào tất cả các khán giả ở đây. Đầu tiên thì nãy giờ em có quan sát là bạn nữ rất là hiền và xinh đẹp. Em cảm thấy là nó có thể bù qua sớt lại cho anh Đăng. Là một người rất là hàm hố nhưng mà rất là hiền lành. Em mong là hai người có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu cũng như là coi mình có tìm được một nửa của mình hay không. Dạ, em xin hết. Anh Đăng hầm hố ha, mà hiền không em? Dạ, hiền lắm. Hiền khô luôn anh. Hiền khô luôn hả? Dạ. Anh có khi nào la tụi em không? Dạ không, anh ít khi nào mà la lắm. Anh là một người có sức chịu đựng rất là tốt. Anh Đăng rất là bao dung. Giống như ở trong chỗ em làm, anh Đăng giống như bố già vậy. Bố già hả? Dạ. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Mình đã nghe góp ý của hai bên rồi. Mở rào. Tặng cái gì nè, có bao thư gì nè, tiền lương tập hàng tháng đó. Anh Đăng đã bị đứng hình rồi. Nhìn nhan sắc này anh Đăng bị đứng hình rồi. Anh tặng em món quà. Dạ. Chúc em xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Mở ra đi Tâm. Dạ, nhưng là voucher tập gym. À, tập gym hả? Cái voucher để tập gym đúng không? Dạ. Rồi, còn mình? Thì trước tiên em xin tặng anh món quà. Trong đây có một cái thư. Thư anh hả? Đọc trước rồi xong rồi gỡ qua nha. Em xin phép đọc thư. Ngày 19 tháng 3, 2021, chào anh. Em rất vui khi hôm nay được gặp anh. Thực sự em chẳng biết viết gì, nhưng những gì em viết ra sẽ xuất phát từ trái tim muốn nhắn gửi đến anh. Dù cuộc sống có bộn bề và tấp nập đến đâu, dù người có lớn bao nhiêu và đi đâu chăng nữa, thì cần một điểm tựa, một nơi để về. Đó là nơi có em và anh, Thanh Tâm. Cảm ơn Thanh Tâm. Rồi, hai bạn về ngồi đi. Chưa nữa, Tâm muốn chia sẻ thêm nữa. Dạ, trong đây về. Có bạn. Cảm ơn Tâm. Biệt thự mơ ước. Anh suy nghĩ như thế nào về món quà này? Anh thấy món quà này rất là tuyệt vời bởi vì là anh rất thích rừng. Cho nên là những thứ thuộc về rừng với gỗ mình thì anh rất là thích. Và nhà gỗ thì nó đúng là tuyệt vời rồi. Anh rất là cảm ơn em. Dạ, còn đây là cái việc mà muốn nhắn gửi là đó là chiếc áo của bác em. Hy vọng bác em sẽ có đây và nghe được những lời tâm sự của em. Bác em cũng là thần tượng trong lòng của em, bác chính của em. Bác luôn vui vẻ, hòa đồng. Và luôn, nếu mà anh em trong gia đình gặp khó khăn á, thì bác luôn sẵn sàng giúp đỡ. Và em muốn người đàn ông em hướng tới cũng là người đàn ông của gia đình, luôn chăm sóc gia đình. Dù vợ con có chút buồn phiền gì đó thì đàn ông sẽ là người bao dung và tha thứ tất cả mọi thứ. Áo này là của ai, của bác? Dạ, của bác chính em, bác chính của con đã mất rồi. Bác chính. Chiếc áo này luôn theo con bên mình từ lúc mà bác chính mất tới bây giờ. Tức là thần tượng bác chính đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay thì nó rất là gấp, em vừa kết thúc một cuộc họp xong thì cái món quà em không có kịp chuẩn bị. Em rất là xin lỗi cô dâu, xin lỗi nhà gái. Em thực sự không kịp chuẩn bị. Thì em xin hát tặng một bài tặng em được không ạ? Dạ được.
người yêu ơi, khó mềm đã héo khô, mà thổ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân quên đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Rồi, cảm ơn, chúc em sẽ không còn buồn nữa. Dạ. Các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên gặp mặt đó. Dạ, lần đầu tiên gặp em thì anh thấy như thế nào? Đầu tiên quá. Anh thấy nó hồi hộp hơn là cả khi mà anh nhận được cái giải vô địch trong đá banh của đội của anh á. Nó hồi hộp á. Sao anh thấy sao? Anh hàm hố không? Tâm thì sao? Tâm hàm hố không? Dạ thì ban đầu thì con thấy ảnh cũng hiền á, nhưng mà không biết ảnh sau đó thì như thế nào thì con chưa biết được thôi. Con người vậy thôi, thấy râu ria rồi xong trổ một tí này kia, nhưng mà thật sự là anh nhìn sâu vào mắt của bạn ấy thì thấy bạn đúng là hiền, không đến nỗi hầm hố như đúng cái từ gọi như vậy đâu ha. Dạ. Rồi hai bạn trò chuyện nhau đi. Em có yêu thể thao không? Dạ em cũng thể thao thì cũng yêu thích á, nhưng mà do em bị giãn tĩnh mạch chân nên thành ra cũng hoạt động những cái môn thể thao nào mới tránh chạy nhảy hay như thế nào đó. Nó bị lười đi đúng không? Dạ. Em năm nay em 29 tuổi, sao chỉ yêu có mỗi người thôi, yêu ít thế? Dạ tại vì xưa giờ thì em tình yêu đối với em lúc trước em luôn cảm thấy là mình bất an, với lại không cảm giác được sự an toàn và thiếu sự tin tưởng. Bình thường nếu mà em quen em cũng hay sợ lắm. Em sợ điều gì, không tin tưởng điều gì, nói cho anh nghe đi. Dạ nãy giờ em có trao đổi thì em sợ, em ghét sự lừa dối lắm. Có gì thì cứ trao đổi thẳng thắn với nhau, mọi thứ đều phải chia sẻ hết. Đừng có giấu em điều gì, một khi mà đã lừa dối cái gì đó thì em rất là ghét. Và em chỉ cần biết phát hiện một điều đó thôi là em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Vậy là Tâm ghen lắm hả Tâm? Tâm có ghen không? Dạ, em thì em không ghen. Nhưng tại vì, đó ví dụ như ảnh đi, cho anh ra được mọi thứ. Nhưng mà em chỉ cần biết một thứ thôi là biết là lừa dối em một cái là em sẽ cắt đứt mọi thứ là giống như là stop luôn á cô. Bạn nam là ở phòng gym. Dạ. Rồi là giao tiếp với rất nhiều người phụ nữ đẹp. Vậy thì để hoàn cảnh ghê không là em thử tưởng tượng đi. Ngày nào nay cũng tiếp xúc rất nhiều người đẹp đó. Trai đẹp, gái đẹp, nườm nượp. Đúng rồi. Nếu trường hợp đó em nghĩ là em chỉ cần bản thân em phải đẹp trước tiên cái đã. Phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Chỉ cần mình sống có một cái gì đó nó riêng biệt, khác biệt với mọi cô gái khác thì anh sẽ biết là người này sẽ khác với người mà anh đang tìm hiểu. Và trong cuộc sống cũng vậy nữa. Nếu mà không có ảnh thì em vẫn phải hoàn thiện bản thân mình. Đấy là quan điểm của em, còn quan điểm của anh nó hơi khác của em một xíu. Thông thường thì cái công việc của anh ở phòng gym, nhưng mà anh cũng không có tiếp xúc quá nhiều với khách hàng, vì đa số các bạn sẽ tiếp xúc. Và hơn nữa anh cũng có những công việc ở bên ngoài nữa, và nó sẽ có rất nhiều những cái khó khăn, và thông thường thì anh không mang những cái việc đó về nhà. Thậm chí có giai đoạn anh bị đình chỉ thi tốt nghiệp ấy, mà ba mẹ anh hoàn toàn không có biết, anh phải giấu để anh tự giải quyết cái việc đó, cho nên anh sẽ không mang những cái việc khó khăn hay phức tạp ở ngoài đường về nhà. Thì nó chỉ là một phần nào đó, nó còn tại cái thời điểm nào đó thì anh mới có thể chia sẻ được. Câu của anh hay nói thì sẽ là ổn, nên mọi thứ anh sẽ là ổn. Anh không có muốn những người xung quanh phải có nghĩa vụ phải nghe những cái gì đó khó khăn từ mình. Cho nên là nếu mà cái người nào đó họp mà có thể chia sẻ được thì anh mới có thể chia. Còn đa số khi họ gặp anh thì họ chỉ có vui thôi. Nó khác với cái chuyện về tình yêu kiểu như là ngày trước anh đã yêu những người phụ nữ rất là ghen, cho nên là anh cảm thấy rất là áp lực và anh không chịu nổi những cái việc họ nói rất là nhiều. Đó là cái nguyên nhân anh cần chia sẻ cho em. Em hiểu không? Dạ em hiểu. Rồi chúng ta bàn một chút về tương lai xa đi. Dạ. Nếu như hai bạn hợp với nhau thì khoảng bao lâu chúng ta đến với nhau được? Của em sẽ là năm 36 tuổi, tức là khoảng tầm 2 năm nữa. Hay là 2 năm nữa là mới kết hôn hay là 2 năm nữa là... 2 năm nữa sẽ kết hôn. 2 năm nữa sẽ kết hôn. Có trễ quá không? Anh vẫn còn trẻ mà đúng không? Dạ, năm nay em 29 tuổi. 29, 11, 32, trẻ. Bởi vì anh đang bắt đầu rất nhiều thứ. Bây giờ em cảm giác thế nào về anh chàng này từ nãy giờ em nói chuyện? Dạ thì cũng có chút, nhưng mà em thấy vẫn còn một cái điều gì đó... Giống như anh nói còn 2 năm nữa. Còn đối với em là bây giờ em 29 tuổi rồi. Em cần một cái... Em tặng cho anh một ngôi nhà. Có nghĩa là em cần một mái nhà và những đứa con. Hơn là tại vì bao nhiêu năm em cũng cô đơn một mình. Thành ra là không phải nào chờ đợi mãi nữa. Anh ấy thì cần 2 năm để hoàn thiện cái sự nghiệp của mình. Dạ. Còn em gái thì cần thời gian sớm nhất để xây ngôi nhà tình yêu cho mình. Đúng rồi.
quyết định là do chúng ta. Nếu trái tim mách bảo mình bấm nút, mình cứ bấm. Còn nếu trái tim mình mách bảo không cần bấm thì khỏi phải bấm. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Anh trai có bấm nghe một cái cạch. Em gái không bấm. Thấy rất rõ. Thôi, có lẽ chúng ta không có duyên với nhau. Không có duyên nợ với nhau. Cảm ơn. Rồi. Chúc các bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha. Cảm ơn chị. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Thôi chúc hai người sẽ tìm được mảnh ghép của mình nha. Cảm ơn chị. Chúc các bạn may mắn và thành công nha. Cảm ơn. Đây đây quà của bạn. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt lành sẽ đến với tất cả mọi người, và đặc biệt là những cặp đôi trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình